quên cái món mì căn đi. Giờ này ai mà ăn mì căn nữa. Không làm mì căn thì cầm bột mì làm gì? Ủa thì làm món khác bằng bột mì cũng được vậy. Nay tháng 7 mà. Đậu hũ. Làm mì căn nó dễ thất bại lắm. Mình làm cái này cho nó nhanh gọn lẹ mình. Thì đó thôi làm đi thôi. Ngày hôm nay nhà sáng tạo nội dung sẽ stack con quỷ chó. Trời ơi là trời. Gì đó đi. Đó, sủ ông lậu đó. Nó sủ hoài à. Nguyên liệu gồm có cà rốt nè, cà rốt nữa nè, gừng, ngò. Và đặc biệt cái này nha, không ai mà không biết ăn á, nhớ bỏ vô nha, hành. Hey, nãy giờ là tôi tính là cắt hạt lựu, nhưng mà tôi thấy trời ơi cái gì mà lâu quá à, nên là quyết định bỏ vô cái máy xay á, cho mình xay cái nhuyễn nhuyễn ra được không ta? Hay làm gì cho nó lẹ đi ha, làm gì đi. Ông nội ơi, tôi hết hồn quá chí luôn quá trời ơi là trời. Được không ta, ổn không ta? Ê, thấy nó cũng lợn cợn á. Không. Ê, ok. Tao thấy vậy được rồi đó. Vậy được, nó không mất công mà. Rồi, nó cũng giống đó, nó cũng giống nè. Thấy không? Không mất công tao cắt hụt lụ. Trời ơi, quá thông minh nè. Xay cà rốt rồi thì mình xay gừng luôn cho nó đỡ mất công. Ủa tao hết hồn luôn á ơi. Ủa là trời. Bổ sung. Có thêm hai cây xúc xích nữa. Cái gì mà thơm quá vậy? Cái gì thơm quá vậy? Chào Minh này. Chào Minh. Ông nội ơi. Ủa sao bữa nay cái vỏ trứng nó mờ? Dính trứng da lên đâu rồi. Ông nội ơi. Ê, bình thường cái trứng kia nó cứng lắm, tôi phải đập mấy lần nó mới bể. Nội ơi là trời. Bây giờ mình sẽ bỏ tất cả cái nguyên liệu vô. Còn cái khúc này là kiểu mình nêm nếm đó. Mình thích bỏ gì mình bỏ. Cái mình bỏ nêm, muỗng bột chiên xù. Hai muỗng đi, hai đường. Cho nó kiểu cho nó xù xù miếng. Nhà sáng tạo nội dung quyết định là cho thêm nước tương vô. Xíu đường đi, cho dịu lại cái nước tương hồi nãy nhiều quá. Khúc này nè, bây giờ mới cho bột mì nè. Đó, đợi nãy giờ mới cho vô nè. Bây giờ mình sẽ quện. Thấy nó giống tiên củ cái nhân của cái gì vậy trời. Theo giấy dân giống như mầm. Kệ đi. À, tự nhiên tới đây tao thấy bất an quá. Tự nhiên tao thấy lo lo quá à. Tao không biết có ra cái giống ôn gì không trời. Trời ơi sao mà báo quá trời đi. Sao mà quậy quá à. Cảm giác không có tự tin lắm. Trời ơi sao mà. Thôi kệ đi ha. Hay là mình cho thêm chút bột mì đi. Thêm xíu đi. Làm cái đồ. Ôi lên ơi. Ôi này sao trời. Nhà mình tôi hay giật mình lắm má này hù hoài luôn á. Kìa. Nó cắm heo ra vậy. Quỷ. Quỷ. Nhìn không khác gì cá viên thiên luôn á. Ủa cũng hấp dẫn quá em. Trời ơi. Cuối cùng cũng đã thành công. Tự nhiên cái tao chiên xong cái tự nhiên tao no ngang luôn. Trời ơi là trời. Tao no luôn, tao hết muốn ăn luôn. Nhưng mà thôi, mình làm mà mình phải ăn. Để ăn thử nha. Nhưng mà cũng rất là hấp dẫn. Ê, nhìn nó giống như cái chuối mà hôm bữa tôi làm á. Cái ừ, nó rất là thơm nha, thơm lắm luôn á. Đi ăn thử nha.
Ê, cũng ngon. Ngon 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 ngon. Phải chứ mà nó giòn thêm xíu nữa là ok. Ngon. Ngon lội ơi. Ê, ngon thiệt. Nó hơi mặn mặn. Do hồi nãy tôi bỏ nước tương nhiều hay là do có xúc xích ta. Mà cũng ngon, tại vì nó có được. Ê, phải chi mà hồi nãy đừng có bỏ gừng là ok đó. Tự nhiên có bỏ gừng vô nó hơi mà giòn xíu nữa mà. Cái này chắc cũng để ăn cơm cũng ok. Nếu mà mặn thêm xíu nữa là để ăn cơm ok luôn. Ê, hôm nay làm thành công nha ông nội ơi. Đừng có giỡn nha trời. Này ngon nha. Thơm. Cũng ngon mà bị mất công quá. Bây giờ làm nhau quá. Ra cho ăn miếng nè. Nhanh lên nội. Cho ăn chứ không phải cho kêu cừ má. Ủa nãy nó nhìn tài quậy mà ra nhìn ok gì trời. Đi vô đi nghỉ ăn đi má. Ngon quá ta. Ngon lắm. Ê nhỏ nhỏ. Hết luôn, quạm hết trong họng luôn, quạm luôn. Xuống rồi. Thấy chưa tôi nói mà. Ngon lắm mấy bà, chỉ có điều là nó ít giòn thôi, đúng không? Chấm cái nữa đi. Mấy điểm? Anh nói đừng chấm điểm được không? Ngon mà. Ngon thì mấy điểm? Ôi. Ngon ngon rồi. Mấy điểm? Ngon thì mấy điểm? Ngon thì mấy điểm? Chấm điểm. Ngon thì mấy điểm? Vậy là không ngon. Ngon mà. Ngon mà mấy điểm? Ăn một phát hết một miếng luôn nè. Thang điểm 10 ông cho tôi mấy điểm? 3 điểm.